Ủa, bữa nay là rằm tháng 10 phải không? Rằm tháng 10 âm lịch. Chúng ta xem quyệt thực nè. Điện thoại không máy Đấy. anh ơi. À, để anh Máy ảnh dùng là cái biện pháp gì? zoom lại xem. Điện thoại. Đấy, chúng ta zoom lại để xem ông Trăng nha vậy. Ông Trăng bị À đây, quay để máy mà chụp hình đây. ông Trăng bị Bị mất bị rồi hả? mất bị khuyết nè. Bị khuyết rồi. Đúng ngày quyệt thực nhưng mà sao Trăng không tròn. đúng ngày rằm mà trăng không tròn nè, bị che bởi trái đất. Chúng ta gần chút xíu đây. Thấy chưa, Trái gần đất xíu hình như nữa. không à. Đúng ngay thời điểm này là mấy giờ em? Gần Ây 7 giờ. da, Ây da, Gần 7 giờ. cái tay anh run quá. Đó, nguyệt thực này nè. Cái Nghĩa ly khi mà điện thoại thấy rõ không? Cái mình thấy quay thấy rõ không? khi mà trái đất, mặt trời với mặt trăng nó cùng một hàng, nhưng mà Điện mặt thoại nó trăng nó không lại có. nằm ở giữa, hiểu không? Đấy, mặt trăng nó nằm ở giữa thì Máy quay nó cực bị trái đẹp đất luôn. che khuất đi, thấy không? Cho nên nó không nhận ánh sáng được từ mặt trời thì nó bị che khuất như thế này nè. Đại khái là mặt trời, mặt trăng và trái đất khi mà nó thẳng hàng là có chuyện để nói. Mà tùy vị trí nha, nếu như mặt trăng nằm ở giữa, Quay thẳng trái nữa hả? hàng, mặt trăng nằm ở giữa thì nó ra như vậy. Còn nếu như mà mặt trăng á, Mà để im ơi, mà đây, để em quay bây ké đi coi. rồi, nó Còn có lộn. lần nữa à? Nếu như mà trái đất nằm ở giữa vậy là nó che khuất cái mặt trăng, thấy không? Máy quay quay mới được. Đó. Điện thoại không quay được. Không được hả? Lộn quá, tay anh cứ bị rung quá nè. Máy quay mới thấy nha, máy Trời quay mới thấy ơi, được, chứ hai vợ nữa chồng còn mình cái rung qua điện tay. thoại nào mọi người không, nó chỉ là một chấm sáng thôi. Đấy. Đây có thấy nha, nhưng mà nó không rõ lắm. Còn máy Này phải quay nè, dùng kính thiên quang máy kìa. quay nè thấy rõ cực kỳ luôn đó nè. Không, máy quay thấy rõ mồn một luôn không. Máy quay nó sắc nét ghê. Còn có giống như cái hình bán nguyệt vậy ha, ăn hết muốn hơn phân nửa luôn ha, ăn hết hơn phân nửa luôn. Bây giờ là 7 giờ rồi đó, đúng 7 giờ rồi đó. Khi mặt trời, mặt trăng, trái đất mà nó hẳn hè là có chuyện để nói. Quyệt thực hoặc nhật thực, đại khái là vậy. Thì chúng ta vẽ cái hình ra, chúng ta tưởng tượng được cái gì vậy, không? À, chúng ta vẽ cái hình ra, chúng tưởng tượng là mặt trời ở xa, rồi xong rồi tới mặt trăng, xong rồi tới mới tới đất. Có nghĩa là mặt trời, trái đất thì quay quanh mặt trời, còn mặt trăng thì quay quanh trái đất. Thì suy cho cùng thì mặt trăng cũng là quay quanh mặt trời luôn đó, nhưng mà quỹ đạo theo một cái quỹ đạo khác nữa. Rồi mặt trăng mà quay quanh trái đất á, thì theo cái quỹ đạo khác nữa đưa đi. Cho nên khi mà mặt trời, mặt trăng, mặt trái đất đó mà nó khẳng hàng thì một là ra nhật thực, hai là ra nguyệt thực. Vậy có thể tưởng tượng là mặt trời ở đằng xa ha, rồi xong rồi tới trái đất, xong rồi cái mặt trăng nó nằm khuất đằng sau lưng trái đất, thì mặt trăng nó sẽ không nhận ánh sáng từ mặt trời được. Nghĩa là mặt trăng đã bị trái đất che đi, thì cái phần đen là cái phần trái đất nó che vậy. À, cái phần đen trên mặt trăng, trên màn hình chúng ta thấy phần đen là trái đất nó che cái mặt trăng đi rồi đó. Đáng lý hôm nay là ngày rằm thì mặt trăng nó phải tròn, nhưng mà bị trái đất che đi rồi, không? Còn nếu nếu như mà mặt trời, mặt trăng, trái đất cũng là thẳng hàng, nhưng mà mặt trời xong rồi á tới mặt trăng rồi tới trái đất, thì mặt trăng nó che cái trái đất lại, thì trên trái đất nó sẽ có một cái đốm đen. Thì những người nào mà sống trong cái vùng đốm đen đó thì người ta gọi là nhật thực ban ngày nhưng không thấy mặt trời. Thế vậy đó, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Như vậy là mình chỉ hiểu biết về mặt trời, mặt trăng, trái đất, hiện tượng nhật thực, nguyệt thực là sơ bộ là vậy, chứ không có hiểu biết gì nhiều. Nhưng mà rất vui được ghi lại kỷ niệm nhật thực.
tại quê hương Bình Dương, cụ thể là Bến Cát. Đây cho quý vị và các bạn xem nữa, hôm nay trời trong mới xem được hiện tượng nhật thực, hiện tượng nguyệt thực chứ quên, cứ lộn hoài. Thấy nguyệt thực, nguyệt thực, thấy nguyệt thực ăn, thấy bắt đầu nó to ra dần hả vị, nghĩa là hồi nãy là vần tăng nó khuyết đi, bây giờ là bắt đầu nó to ra nè. Mình nghĩ là chỉ khoảng một thời gian ngắn nữa thôi là nó sẽ thoát khỏi cái dòng ảnh hưởng của trái đất, thì cái mặt trăng nó sẽ tròn lại. Tại vì trái đất di chuyển liên tục xung quanh mặt trời và mặt trăng cũng di chuyển liên tục xung quanh trái đất, nó gọi là y như là cái dạng vệ tinh đó vậy. Đây, trái đất thì xoay quanh mặt trời. Còn mặt trăng thì xoay quanh trái đất. Vậy vậy, trái đất, mặt trời, mặt trăng có những lúc hẳn hàng thì tạo ra hiện tượng nguyệt thực hoặc nhật thực. Và hôm nay trời trong, chúng ta tìm con sao ở đây bên đây nữa vậy. Con sao này sao gì đây mình cũng không biết nữa, nhưng mà đây sao này nè. Đó, cái gì đó chưa, mình có thể thấy cũng một sao trên bầu trời. Đấy, nhưng mà máy thì nó bị giật quá cho nên rất là khó, chạy lung tung sèn hết, con sao chạy rung tung sèn hết. Rồi xa ra rất xa vậy ha. Như vậy là mình đã ghi lại hiện tượng nguyệt thực nhật thực tại nhà cho quý vị và các bạn xem. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn, hy vọng là có thời gian quý vị và các bạn sẽ tìm hiểu hơn. Các bạn là chuyên gia về gọi là chuyên gia về thiên văn hả vậy, địa lý, các bạn là chuyên gia về thiên văn, về địa lý. Còn mình là cùi bắp về thiên văn và địa lý. Thì quý vị và các bạn nghiên cứu vậy có thể chia sẻ một cách gì đó hay hơn cho cộng đồng. Hôm nay là mình ghi lại kỷ niệm nha, mình ghi lại cái khoảnh khắc, mình ghi lại cái ngày giờ